xuyên đêm cứu nạn ngư dân trên vùng biển Bình Thuận. Ngày 28 tháng 8, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tàu cứu nạn của Trung tâm đã đưa thuyền viên của tàu BTS 96.671TS về bờ cấp cứu an toàn. Trước đó, vào lúc 18 giờ 28 phút ngày 27 tháng 8, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp. Tàu BTS 96.671TS có thuyền viên tên Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1966, thường trú tại phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, bị ép tim, khó thở do bị viêm phổi mãn tính, tình hình sức khỏe rất nguy kịch. Trên đường hành trình đưa nạn nhân về bờ, khi đến vị trí cách bờ biển La Ghi, tỉnh Bình Thuận, khoảng 65 hải lý về phía nam, tàu BTS 96.671TS bất ngờ gặp sự cố trục gây mất khả năng điều động, không thể khắc phục được. Chủ tàu đề nghị hỗ trợ đưa nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp. Ngay sau khi nhận thông tin, trung tâm thực hiện kết nối tư vấn y tế trực tiếp cho tàu, hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu và chăm sóc nạn nhân. Nhận thấy tình hình sức khỏe của nạn nhân có dấu hiệu nguy cấp, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SR-413 thường trực tại Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẩn trương xuất phát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Lúc 0 giờ 45 phút ngày 28 tháng 8, tàu SR-413 đã tiếp cận tàu BTS 96.671TS, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều động tổ cứu nạn tiến hành cấp cứu tại chỗ, sau đó tiếp nhận bệnh nhân lên tàu SR-413 và hành trình về bờ. Đến 4 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, bệnh nhân Nguyễn Thanh Bình đã được tàu SR-413 đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 Vũng Tàu, bàn giao cho các cơ quan chức năng và chủ tàu. Do được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện tại đang được chăm sóc phục hồi tại bệnh viện.